các bạn thân mến, những bài học trước chúng ta đã cùng nhau chia sẻ nền tảng Thánh Kinh cũng như nền tảng tín lý về Thánh Mẫu học, Thánh Kinh và tín lý. Thế nhưng chúng ta biết là đời sống đức tin của chúng ta không phải chỉ là đạo lý mà còn là vấn đề thực hành. Không chỉ là chúng ta hiểu biết mà còn là đưa sự hiểu biết vào cuộc sống. Lòng yêu mến của chúng ta dành cho Đức Trinh Nữ Maria không phải chỉ là khảo cứu những gì Thánh Kinh trình bày về Đức Mẹ hay những gì thần học hiểu về Đức Mẹ, mà còn là sống mối tương quan với Đức Trinh Nữ Maria. Và chúng ta sẽ nói với nhau một phần tôi nghĩ là rất thiết thực trong đời sống, trong đời sống đức tin của mỗi Kitô hữu. Đức Maria có vai trò gì trong đời sống đức tin của chúng ta? Và tiết học này chúng ta cùng trao đổi với nhau về đề tài đó. Đức Maria có vai trò gì trong đời sống đức tin, trong cái đời sống thường nhật của mỗi người? Cụ thể ở đây, với tiết học này chúng ta lưu ý đến một cái lối diễn tả thần học mà nếu như anh chị em chúng ta đây ai là người từng tham dự hoặc là đồng hành với các nhóm Legio Mariae thì có lẽ chúng ta không lạ gì một cái công thức diễn tả Pe Mariam ad Jesum hay là Pe Mariam ad Christum. Pe Mariam ad Jesum nghĩa là gì? Qua Đức Maria thì đến với Chúa Giêsu. Công thức này khá quen thuộc và trong đời sống thường nhật chúng ta thường, tôi thấy như vậy, thường khi cầu nguyện ta chạy đến với Đức Mẹ. Dĩ nhiên khi học thần học tín lý thì chúng ta hiểu mọi ơn lành đều đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa ban ân sủng cho con người. Thế nhưng mà Đức Mẹ lại đóng vai trò chuyển cầu. Như chúng ta đã nói, Mẹ là máng truyền thông ân sủng, Mẹ là trung gian của ân sủng. Và như vậy khi chạy đến với Đức Mẹ, ta có thể đón nhận nguồn ân sủng của Chúa. Nói khác đi, nhờ Đức Mẹ ta có thể đến được với Chúa. Nhờ Đức Mẹ có thể đến được với Chúa. Nhiều người, đặc biệt từ sau Vatican II đó, thì người ta phê bình hay là lưu ý chúng ta về cái cách diễn tả này, Pe Mariam ad Jesum. Lưu ý hay phê bình cái gì? Thưa, lưu ý hoặc phê bình điều có thể như là cái lý do thúc đẩy hay là cách hiểu của chúng ta tại sao lại phải nhờ Đức Mẹ để đến với Chúa. Phải chăng chúng ta đã thấy hay chúng ta không thấy đủ gương mặt hay dung nhan hiền hậu của Đức Giêsu? Hay giáo hội đã trình bày dung nhan của Đức Giêsu khó gần, khó ưa, khó chịu như hình ảnh của một quan tòa nghiêm khắc, đến độ ta cần đến một trung gian khác mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn, tinh tế hơn, uyển chuyển hơn là Đức Maria? Nếu cái động lực đẩy chúng ta đến với Đức Mẹ vì chúng ta sợ Chúa, cái động lực làm cho chúng ta chạy đến với Đức Mẹ kêu cầu nhờ Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa bởi vì Chúa thật đáng sợ, thật đáng sợ, giống như kiểu là thấy long nhan vậy, thế thì ta phải thanh tẩy cái động lực đó. Tại sao?
Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta thấy Đức Giêsu của chúng ta là đấng hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng. Dung nhan của Đức Kitô là đấng yêu thương và hiền hậu, chứ không phải như điều chúng ta vừa trình bày hay lưu ý. Đức Giêsu là đấng mà ngay trong Cựu Ước đã diễn tả Ngài là Hoàng tử bình an, Ngài là vua hòa bình, Ngài là đấng muôn dân trông đợi, Ngài là đấng không lỡ dập tắt tiêm đèn còn khói hay bẻ gãy cây lau bị dập. Nghĩa là gì? Dung nhan của Đức Kitô là dung nhan hiền hậu, bởi vì chính Ngài mặc khải khuôn mặt hiền từ, phúc hậu, nhân ái, xót thương của Thiên Chúa Cha, không sợ hãi đến với Chúa Giêsu. Và lời tin mừng nâng đỡ cho chúng ta niềm xác tín đó: anh em hãy đến với tôi, hỡi những ai mang gánh nặng nề, tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Những ai gặp gỡ Thiên Chúa, sống đời sống đức tin, thì cần phải khám phá và tái khám phá gương mặt nhân hậu ấy của Đức Giêsu, đấng là Chúa, đấng là Thầy, đấng là Trưởng Tử, và chúng ta là đàn em của Ngài. Cho nên điều mà thần học nhắc nhở chúng ta khi chúng ta phát biểu cái công thức Per Mariam ad Jesum hay là Per Mariam ad Christum, cần phải lưu ý và thanh tẩy cái động lực đó. Không thể vì thiếu hiểu biết, vì nhìn lệch lạc hay vì một lý do nào đó không đến trực tiếp được với Chúa Giêsu mà phải qua một trung gian khác. Ở đây, như những bài học trước chúng ta đã nói, Đức Maria cộng tác với Chúa Kitô không chỉ khi ơn cứu độ đang được hoàn thành, mà mẹ vẫn tiếp tục cộng tác với Chúa Kitô, cộng tác với Hội Thánh ngay khi ơn cứu độ đã hoàn tất, và sự cộng tác ấy nhằm chuyển trao ơn cứu độ cho con người. Và giáo hội đã diễn tả vai trò chuyển trao ấy: mẹ là trung gian của ơn thánh, trung gian trong hệ trật ân sủng, chứ không phải một thứ trung gian che khuất hay thay thế Đức Kitô là trung gian duy nhất. Hiểu như vậy thì khi ta phát biểu Per Mariam ad Jesum, ta không sợ lệch lạc đức tin, ta không sợ che khuất vai trò hay dung nhan hiền hậu của Chúa Kitô. Và quả thật, nếu ta phát biểu Per Mariam ad Jesum thì lối diễn tả này, tôi thiết tưởng nếu ta thanh lọc được cái nhìn hay động lực có thể nói là chưa được đúng đắn, thì chúng ta thấy nguyên tắc thần học này được rút tỉa từ nền tảng Thánh Kinh. Từ nền tảng Thánh Kinh, chẳng hạn chúng ta trở lại với tin mừng thứ tư, tức là tin mừng của Thánh Gioan. Qua hai lần Thánh Gioan giới thiệu Đức Trinh Nữ Maria, lần đầu khi Đức Kitô khai mạc sứ vụ công khai, và lần thứ hai khi Ngài kết thúc sứ vụ công khai ấy. Khi khai mạc sứ vụ công khai, Thánh Gioan đã diễn tả hình ảnh Đức Maria cùng với các môn đệ tham dự tiệc cưới với Chúa Giêsu tại Cana. Chúng ta biết câu chuyện tiệc cưới tại Cana, Đức Giêsu đã làm dấu lạ để bày tỏ thần tính của Ngài. Ngài đã làm dấu lạ để cho thấy giờ của Thiên Chúa đã đến. Ngài đã làm dấu lạ để thay đổi một nền phụng tự do Thái giáo không còn đủ giá trị, sức mạnh để cứu độ con người, mà cần một nền phụng tự mới trong bổ huyết của con chiên. Và chúng ta thấy trong biến cố hay là trong sự kiện Đức Giêsu dự tiệc cưới tại Cana đó,
thì sự can thiệp của Đức Mẹ ở đây rất rõ ràng. Rất rõ ràng. Câu chuyện có thể chúng ta nhắm mắt lại cũng quen thuộc. Đức Maria can thiệp khi mẹ quan sát và thấy nỗi lo lắng trên gương mặt của gia chủ, bởi lẽ tiệc đang vui mà rượu lại hết. Đức Maria đã nói với Đức Giêsu rằng: "Con ơi, họ hết rượu rồi." Lời nhận xét ấy, sự can thiệp ấy không chỉ là một lời phát biểu, mà Đức Maria thực sự trở thành trung gian. Để rồi chính nhờ sự can thiệp đó của mẹ mà dấu lạ mau được thực hiện. Mẹ không chỉ nói với Đức Giêsu: "Con ơi, họ hết rượu rồi", mà mẹ còn nói nhỏ với gia nhân: "Hễ người bảo gì thì hãy làm theo." Đó. Và Đức Giêsu nói với gia nhân: "Hãy đổ đầy nước vào các chum đi." Cũng đúng như lời Chúa mời gọi và như sự mách bảo của Đức Mẹ, gia nhân đã đổ đầy các chum nước. Và điều thú vị, tuyệt vời đã xảy ra. Đó không còn là những chum nước lã, nhưng đã biến thành rượu ngon đến độ người ta phải lạ lùng gọi việc viên quản tiệc đến và hỏi. Người ta thường đãi rượu ngon trước, xoàng xoàng, đợi khách ngà ngà thì đãi sau. Vậy mà ông lại giữ rượu ngon cho đến tận cuối bữa tiệc. Câu chuyện này tôi muốn diễn tả ở đây qua Đức Maria đến với Chúa Giêsu. Rõ ràng là như vậy. Giáo hội vẫn nhờ trung gian của Đức Mẹ để chạy đến với Chúa, mà việc thực hành này không hề làm lu mờ dung nhan hiền hậu của Chúa chúng ta. Cho nên khi các bạn sống đời sống đức tin, khi các bạn chạy đến với Đức Mẹ, khi các bạn xin Đức Mẹ chuyển cầu, việc làm đó quả thật là một việc làm đạo đức. Việc làm đó diễn tả tâm tình con thảo của chúng ta. Đặc biệt chúng ta đang sống trong tháng 5 này, tháng mà giáo hội dành riêng để kính Đức Mẹ, ta vẫn quen gọi là tháng hoa. Những bài học trước chúng ta đã khảo cứu tháng hoa bắt đầu từ đâu, ý nghĩa thế nào. Ở đây tôi chỉ mang tính cách áp dụng. Chúng ta lợi dụng những thời khắc tuyệt vời này để sống tâm tình con thảo đối với Đức Mẹ, chạy đến với Đức Mẹ và nhờ Đức Mẹ chúng ta đến với Chúa. Nhờ Đức Mẹ chúng ta sống đời sống đức tin một cách tốt đẹp hơn. Nhờ Đức Mẹ chúng ta đi vào mối thâm giao với Đức Kitô, cứu Chúa của chúng ta và cũng là con yêu dấu của Mẹ. Mẹ đã can thiệp biết bao nhiêu chuyện trên cuộc đời này, bao nhiêu lần hiện ra đây đó, Mẹ đều can thiệp vào lịch sử của nhân loại và Mẹ trở thành trung gian để nối kết con người với Thiên Chúa, hầu con người có thể đón nhận được ân sủng và đặc biệt ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta tóm lại ý nghĩa và cái cách diễn tả thần học ở đây có thể gây những cái tranh cãi từ hậu Vatican II, nhưng mà chúng ta cần duyệt xét lại và thanh lọc những cái động lực có thể nói chưa đúng đắn, để những cái diễn tả đức tin của chúng ta nói như nguyên tắc mà Đức Chân Phước Phaolô Đệ Lục đã lưu ý hội thánh và cách riêng các nhà thần học trong tông huấn Marialis Cultus, đó là khi trình bày đức tin, trình bày thần học thì nó phải am hợp với phụng vụ, am hợp với đời sống. Những gì chúng ta diễn tả không ngược với thần học, và những gì thần học dạy chúng ta phải trở thành một cái sợi chỉ giúp đời sống đức tin tránh những lệch lạc. Và chúng ta thấy trong những ngày này đó, nhiều khi rất ồn ào nhiều cái chuyện, nhất là trên báo chí, người ta thấy nào là giáo hội của Đức Chúa Trời, nào thì hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, rồi thì vân vân. Thì chúng ta cần có một cái sự tỉnh thức và phân định rõ ràng đâu là những cái lệch lạc trong đời sống đức tin và đâu là đường hướng chân chính giáo hội dạy chúng ta. Nhờ đó
diễn tả đức tin mà không làm cho chúng ta xa rời nguồn mạch là chính Thiên Chúa. Tóm lại, tiết học này tôi chia sẻ một cái nguyên tắc thần học căn bản mà chúng ta vẫn thấy là truyền thống diễn tả từ trước tới giờ. Và cách diễn tả có thể gây một chút cái hoang mang, thì tôi đã phân định cái đó để chúng ta áp dụng cho đời sống đức tin của mình. Pe Mariam ad Jesum hay Pe Mariam ad Christum. Cảm ơn các bạn.